Phát biểu khai mạc Hội đồng Quỹ Thế giới Nga vào ngày 2 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Ukraine sẽ tiếp tục mất lãnh thổ nếu không chịu đàm phán với Nga. Theo quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga, Ukraine đã không mất bán đảo Crimea năm 2014 không mất đôn Bát năm 2022 nếu thực hiện các thỏa thuận lúc đó. Bên cạnh đó, ông Lavrov còn chỉ trích Kiev với sự tiếp tay của phương Tây đã liên tục phá vỡ các cuộc đàm phán với Nga, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây tập hợp thành liên minh ủng hộ Ukraine chỉ nhằm tạo ra thất bại chiến lược cho Nga. Đáng chú ý trong bài phát biểu, ông Lavrov cũng ngoại trừ kịch bản kết thúc xung đột Ukraine mà không có bên thắng cuộc.